Đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng do Giám mục Đặng Đức Ngân làm trưởng đoàn cũng đã thăm và chúc Tết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi thăm chúc Tết, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng khẳng định năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo của lãnh đạo thành phố, các ban ngành đã đem lại cho thành phố sự phát triển, người dân nói chung, giáo dân nói riêng có cuộc sống ổn định, yên bình. Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Giám mục Đặng Đức Ngân mong muốn thành phố tiếp tục thực hiện các chương trình đem lại niềm vui, sự hội tụ, sự phát triển cho thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng cảm ơn tình cảm Tòa Giám mục Đà Nẵng dành cho lãnh đạo và nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Tòa Giám mục Đà Nẵng và các chức sắc giúp giáo dân có trách nhiệm tinh thần vì cộng đồng. Trong năm mới 2022, lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng người dân thành phố nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng tiếp tục đồng hành chính quyền thành phố xây dựng xã hội tốt đẹp vì lợi ích của người dân, vì sự phát triển của thành phố.